Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video em nha. Hôm nay thì em xin phép giới thiệu với các bác một siêu phẩm, một con máy cơ sấy Echo nha các bác nhá. Con này là dòng Echo bãi, đẹp xuất sắc luôn nha. Con này thì như máy mới luôn đấy, thật sự luôn. Mặt tiền đẹp, leng keng luôn, lốc bằng nhôm nhá. Máy như máy thùng luôn, đời sản xuất năm 2010 nhá. Con này thì các bác vừa xài gia đình vừa có thể khai thác cây đường kính khoảng 35-40, làm đồ Latin luôn. Con này rất mới nha mọi nhá. Sự là anh em mà xài con này thì khỏi lăn tăn về độ bền luôn. Chỉ cần các bác pha nhớt tốt cho em là được rồi. Dòng Echo này là Echo siêu bền luôn. Con này thì nặng cỡ khoảng 5 kg nhá. Giá con này thì hiện tại đang là 3,5 triệu vì đang bao ship tận nhà cho bác luôn. Hàng đẹp thì đời cao nữa nhá. Em xin phép test nổ cho bác nghe tiếng máy nha. Con này thì bê tông là 41 ly. Công suất là 38cc nhá. Chuyên sử dụng gia đình, đời cao, máy đẹp này. Tất cả máy móc bên trong đều là zin từ A đến Z luôn nhé. Đây, bên trong còn chưa có tháo gì ra luôn, quá mới luôn. Về đúng vệ sinh là bên ngoài lại thôi nhé, trong không cần động đậy luôn, đổ xăng là nổ luôn rồi, quá vip luôn. Con này thì giá 3,5 triệu là vì em bao ship tận nhà cho bác rồi nhé. Con này lớn hơn cái dòng 180-170 nhé, lốc bằng nhôm luôn, bền cực kỳ luôn. Riêng dòng này là anh em khỏi phải lo lăn tăn luôn, có giật trợ lực nữa luôn, giật nhẹ là nổ nhá. Đó, loại nào dễ nổ con này luôn. Bao chuẩn, anh em khỏi phải lăn tăn luôn. Giật nhẹ nó nổ. Giật chơi chơi nha. Anh em rút dây một tí nó nổ. Không có nào mà dễ nổ này luôn anh em. Đấy, giật chơi chơi nổ. Không mất sức luôn. Chưa đủ một tua nó nổ rồi. Con này giá 3,5 triệu thì liên hệ qua em nhé. Có một con rồi nha. Dòng này rất là ít khi mua được con đẹp này.